Otip hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bây giờ anh hãy nói cho tôi biết nè, cái tình trạng hiện tại của mình là anh chọn giải pháp nào? Một là anh vẫn ôm cái mảng sản xuất nguyên cái chuỗi. Hai, anh sẽ đi nhập khẩu như cái ý đề xuất của cổ đông chúng tôi để về và làm phân phối lại. Chỉ có vậy thôi. Trước tiên chúng ta sẽ giải quyết hai cái một hoặc hai đó rồi chúng ta bàn tiếp. Anh chia sẻ tôi giải pháp về nhập khẩu, nhưng anh nhớ ra một điều rằng cái cơ thể chúng ta chưa có khỏe mạnh á thì tinh thần ta không minh mẫn đâu. Cho nên chúng ta đang có một dây chuyền sản xuất đủ, nó không quá hiện đại. Có một hệ thống chăn nuôi có sẵn. Cái câu chuyện yếu của ta là yếu về kênh bán hàng và thương hiệu, chứ chúng ta không yếu về vấn đề sản xuất. Nhà máy chúng ta có đó. Và bây giờ chúng ta nhập khẩu về, tức là chúng ta tự phải tạo cho mình được áp lực nữa, đó là cái nguồn tiền, thị trường tiêu thụ nó bắt đầu từ đâu. Vậy là anh chọn giải pháp sản xuất hay là nhập? Tôi thì tôi đưa ra ba nhóm giải pháp. Trước tiên là chúng ta phải xác định được cái ý kiến của anh nghiêng về cái giải pháp nào cái đã. Chứ còn anh nói như vậy tôi với anh Trọng đi về luôn, chả còn gì để nói. Tôi nghiêng về cái nhóm giải pháp là tồn tại trước cái đã. Chúng ta có chiến lược tồn tại. Nhưng mà chiến lược tồn tại chúng ta ở chiến lược tồn tại bị động hay là chiến lược tồn tại chủ động? Tôi nghĩ là chủ động anh ạ. Chủ động bởi vì chủ động vậy. Tôi rút được bài học là bị động khi chúng ta lệ thuộc vào nhà phân phối. Hoàn toàn lệ thuộc vào nhà phân phối và chúng ta chỉ dùng cái khuyến mãi để bán hàng thôi. Và điều đó nó tạo lên một cái câu chuyện là ai mang lại nhiều lợi nhuận cho nhà phân phối mình thì họ làm. Câu chuyện của anh là ba quý rồi và bây giờ chúng ta phải nhìn vào thẳng vào thực tế đây này. Anh nhìn thẳng vào vấn đề đi xuyên qua nó, đừng có lảng tránh. Bây giờ chúng ta cần doanh số, doanh thu đang đi xuống. Và tôi cần có những cái giải pháp là bây giờ đấy, tôi làm thế nào để bảo toàn vốn cho chúng tôi. Chúng tôi đã dành niềm tin cho anh rồi. Bây giờ cụ thể là anh giữ nguyên mô hình sản xuất này thì anh có những cái cách cụ thể như thế nào, các bước như thế nào để bảo toàn vốn và phát triển được nó lên, thay đổi và phát triển đi. Hãy trình bày. Còn chúng tôi, anh em chúng tôi thì đang hôm trước đã đề xuất với các anh một cái giải pháp rồi đấy. Nếu mà không thì bây giờ chúng ta hớt váng ăn luôn. Lướt sóng, nhập khẩu về phân phối, chúng ta có kênh phân phối sẵn rồi, đẩy vào các kênh phân phối là giải quyết xong ngay cái bài toán. Anh em chúng tôi cũng có những cái ý như thế. Chúng ta lùi ra tí xíu về doanh nghiệp mình, chúng ta nhìn về doanh nghiệp mình đi. Nếu chúng ta đến với nhau không phải chỉ có vấn đề là kinh doanh, là tồn tại, là kiếm tiền đâu. Chúng ta còn có cái mục tiêu và chúng ta còn cái sứ mệnh của mình trước đó nữa. Ba anh em mình gặp nhau bởi vì cái sứ mệnh, cái mục tiêu chung đó. Mà chúng ta có một cái tầm nhìn là doanh nghiệp mình sẽ là một doanh nghiệp được yêu mến ở trong thị trường, trong nước và mang lại cái giá trị cho xã hội. Vấn đề chăn nuôi, vấn đề phân phối, vấn đề giúp cho nông dân. Tôi chỉ theo cái xu hướng mà cứ để đi xuống này, tôi nghĩ là chỉ trong vòng 6 tháng nữa chúng ta không còn làm được. TPP vô rồi, mở cửa rồi, hội nhập rồi là nó đẩy mình ra tới tận sa mạc rồi nè. Anh phải tìm nguồn nước để anh sinh tồn trước cái đã. Anh khoan hãy nghĩ đến chuyện đi tìm kho báu và cái đỉnh vinh quang của anh đi. Đấy hả? Anh hãy tìm nguồn nước để anh sinh tồn cái đi. Một, anh vẫn bảo vệ cái chuỗi và anh vẫn bảo vệ cái hệ thống nhân sự, cái cơ cấu mà anh đã xây dựng lên. Anh tiếp tục cái bộ phận sản xuất của anh. Như cái báo cáo của anh là anh chuyển đổi qua cái sản xuất những cái đặc sản của địa phương của Việt Nam. Hay là anh theo cái đề xuất của cổ đông đưa lên là tôi với anh Trọng đi theo hướng phân phối. Anh sẽ chọn một trong hai, chúng ta giải quyết từng vấn đề. Trước khi tôi chọn một trong hai, tôi trình bày cho anh thêm một nhóm giải pháp nữa. Là anh không trình bày, anh nói cụ thể đi bây giờ, cái phương án cụ thể của anh là như thế nào? Chúng ta họp, chúng ta cũng tôn trọng ở cái chỗ là gì đó. Tôi cũng là một cổ đông như anh, tôi cũng sót tiền, tôi mất tiền tôi sót lắm. Tại vì vợ tôi, con tôi ở đó cũng đang học, cũng đang sinh tồn. Và tôi muốn công ty mình tiếp tục phát triển. Như thế là cụ thể bây giờ anh sẽ duy trì cái hiện tại đúng không? Đúng. Và bây giờ anh sẽ tìm ra những cái cách trong cái cách làm hiện tại và anh không đồng ý với phương án nhập khẩu. Đúng rồi, tôi không đồng ý. Và có thể cái ý của hai anh nó lồng trong một phần trong chiến lược mà tôi nói chiến lược phát triển. Bây giờ nếu hai anh đồng ý tôi trình bày tiếp cái phần chiến lược phát triển của tôi. Tôi thấy là cái câu chuyện mà chương TV nó không phải là chuyện chỉ có thách thức không. Nó là cơ hội đó. Và tôi đã gặp hai đối tác rồi. Họ đến Việt Nam họ thấy cái dây chuyền công nghệ của mình nè, họ thấy hệ thống sản xuất của mình nè. Họ muốn hợp tác. Vậy thì tôi hỏi các cổ đông hôm nay chúng ta cũng có thể một cái hướng mới. Tôi mở ra hợp tác với quốc tế. Chúng ta chia sẻ bớt một số cổ phần để chúng ta có tiền. Vậy anh bảo vệ quan điểm nào? Và cái chốt của tôi là tôi có cái ý chốt. Tôi muốn hai anh cùng chia sẻ với tôi cái này. Tôi đã có được đối tác để sẵn sàng nhảy vô cùng làm với chúng ta. Tức là tôi sẽ cơ cấu lại sản xuất và tôi đưa một số cái sản phẩm đặc trưng của mình có nè. Đưa ra thị trường quốc tế thông qua cái đối tác. Và họ sẵn sàng tìm đến với mình họ làm. Bởi vì chúng ta cũng đã có uy tín rồi. Chúng ta đang
giảm về mặt kinh doanh trong 3 quý, nhưng cái chúng ta đã làm được trong quá khứ đã có niềm tin ở một số đối tác quốc tế rồi. Họ đã đến với tôi rồi. Anh vừa nói một cái câu rất hay, chúng tôi cũng rất là đang tâm đắc để anh em bàn với nhau. Là TTP, AEC cộng đồng khi tới tiến tới chúng ta thành lập và đi vào chiều sâu. Và thực chất có những cái thách thức nhưng đó cũng đã có cái cơ hội. Chúng tôi cho rằng cơ hội chính là nhập khẩu và phân phối. Tận dụng họ đã gây dựng thương hiệu, đã có những cái uy tín nhất định. Và đây là cái việc chúng ta đứng trên vai người khổng lồ là tận nhập khẩu rất tốt và phân phối. Nhập khẩu phân phối là cái bài toán mà chúng tôi thấy là trong ngắn hạn làm được ngay và hiệu quả ngay. Bây giờ anh em chúng tôi đã bàn với nhau, bây giờ tôi hỏi anh, bây giờ thức ăn, nếu mà anh phải chọn và chọn đầu tiên chỉ chọn một thứ thôi, rất cần thiết anh đánh mức độ gọi là mức độ quan trọng đi, thức ăn, nước và oxy, bây giờ anh chọn cái gì nếu được chọn một và chọn đầu tiên? Tôi không trả lời câu hỏi của anh theo hướng này, tôi hỏi ngược. Bây giờ thức ăn này, nước và oxy bây giờ cần cho sự tồn tại thì anh sẽ chọn cái gì? Thì cấp thiết. Đương nhiên cấp thiết tôi nghĩ đó là oxy. Và chúng ta bây giờ, tôi đã muốn nói với anh là chúng ta trong ngắn hạn đang cần oxy. Chúng ta đang cần oxy để thở, tận dụng cái cơ hội này, đang cần oxy. Trong ngắn hạn chúng ta đang cần oxy. Anh đang nói đến cái việc là hợp tác ở chỗ này, hợp tác ở chỗ kia, đặc sản này, đặc trưng kia phải có rất nhiều thời gian. Giải pháp này nó cần oxy thẳng luôn. Rất rõ luôn. Anh cần oxy, tôi cho oxy. Bây giờ có rất nhiều đơn hàng đến đặt cho tôi là gia công, đây là oxy đó, tức là họ gia công, trong đó có hai đối tác của Hàn Quốc, hai đối tác của Nhật đã đặt vấn đề với tôi rồi, và thứ hai nữa có hai đối tác trong nước cũng đặt. Chúng ta có rất nhiều đối tác, bởi vì chúng ta có dây chuyền, có nhà máy, có công nhân và chúng ta có trang trại, rất nhiều đối tác đặt hàng cho tôi, nhưng cái đó là oxy đó, ngày mai công nhân tiếp tục có công ăn việc làm, nhà xưởng chúng ta có thể chạy được. Oxy đó, hai anh có muốn công ty mình là công ty đi làm gia công không? Cái vòng đời sản phẩm, những cái sản phẩm của chúng ta, nếu theo cái vòng đời của sản phẩm thì nó đang lên cái ngôi sao, nó đang sang dấu chấm hỏi và bây giờ nó đang xuống bỏ sữa rồi. Nó đang hết thời rồi, nó đang đi xuống rồi. Và bây giờ chúng tôi đang cần là có một cái giải pháp cụ thể là sản phẩm gì, những cái gì, chúng ta tới đây chúng ta làm gì để lại phát triển một cái chu kỳ mới lên. Tôi thấy có một cái luồng sáng cho tôi. Góc độ CEO tôi có một luồng sáng. Rồi, tốt rồi. Tôi cho anh biết một cái thị trường rất là hấp dẫn, đó là thị trường Đông Bắc Á. Họ rất chuộng cái sản phẩm của Việt Nam mình nè, đó là sản phẩm gia vị. Chúng ta đang là sản xuất về gia cầm, sản phẩm gia cầm không còn lợi thế cạnh tranh nữa, chúng ta cũng không nên đi vào hướng này. Tôi nghiên cứu thị trường kỹ, tôi thấy rằng chúng ta chọn cái lợi thế của Việt Nam để chúng ta xuất khẩu và chúng ta nhập khẩu những gì mà Việt Nam đang thâm hụt, đang không có, và nó có mang cái tính là sản phẩm nước không có thì chúng ta làm. Và cái này nó phải cần vốn, nó cần phải có đối tác, nó cần phải có bài toán thương hiệu. Bỏ qua không cần oxy để thở và không cần nước để uống mà đi đến tìm thức ăn. Cái bài toán của anh nó xa quá. Chúng tôi đang cần là giải quyết cái bài toán ngay bây giờ đây này. Anh nói là tìm ra một cái đặc sản nào đấy đặc trưng. Bây giờ đi tìm một cái thị trường mới ở tận Đông Bắc Á ở đâu đấy. Bây giờ chúng ta lại phải đi sang đấy này, nghiên cứu thị trường họ cần gì, muốn gì, gặp vấn đề gì. Cái này là tôi đã trình bày với anh trước khi cuộc họp rồi. Tôi đã đi khảo sát thị trường rồi. Tôi đã có những thông tin rất là rõ ràng. Không cần phải nghiên cứu nữa, và đây là thế mạnh của Việt Nam. Nhật Bản đã đưa rất nhiều đoàn với đây làm việc rồi. Tôi đã bắt được cái cơ hội này ở những người bạn bè của tôi chia sẻ. 2020 là họ đã đặt hàng cho những doanh nghiệp khác Việt Nam. Tôi thấy nhưng cái mà này, cái số lượng, cái quy mô rất là lớn, trong khi những doanh nghiệp mà tôi được biết đó, cùng ngành chúng ta đó, cái khả năng sản xuất của họ nhỏ, bởi vì nhà xưởng họ cũng nhỏ, công nhân rồi cái hệ thống của họ cũng chưa được chuyên nghiệp như chúng ta. Chúng tôi cần này. Tôi có một cái câu triết lý này tôi rất thích, đó là quy mô thì không bằng tư duy, mà tư duy thì không bằng tốc độ. Bây giờ chúng tôi đang cần, rất cần tốc độ, phải đẩy nhanh lên trong cái thời gian tới. Thế ông nghĩ thế nào về giải pháp của hai anh em chúng tôi đề xuất nào? Bây giờ thị trường người ta đang xính ngoại thế này. Anh ra tiệm anh có gọi con gà mà gà công nghiệp ta đem ra ăn không? Trừ khi anh ăn đi KFC, anh ăn Lotte, anh ăn Jollibee. Còn anh vô nhà hàng anh vẫn kêu một con gà, đó là gà Sapphire, gà nấu cháo, gà luộc, gà gì. Đó là một con gà mà thả vườn hoặc nuôi mô hình của vườn ao chuồng. Kênh phân phối cũng đi xuống, không bán được hàng, họ đang xính ngoại. Có hai một số bộ phận của dân mình đó đang chuộng hàng ngoại, bởi vì cái thông tin về TPP họ làm như là họ đã hiểu sai, và họ thích vào siêu thị những nơi mà họ nhập cái hàng về số lượng lớn có lợi nhuận và họ bán không cần bài toán của thương hiệu. Được. Còn có những ở nhà hàng, những cái kênh nhỏ lẻ khác, cửa hàng tiện lợi, vẫn còn đại đa số người dân mình thích những sản phẩm của Việt Nam, nguồn nguyên liệu của Việt Nam, và ăn nó ngon hơn và nó là sản phẩm đậm đà. Theo kế hoạch sản xuất thì sẽ phát triển được lâu dài hơn với nhiều chiến lược, tức là mình có quyền quyết định về giá. Còn nếu mà nhập khẩu sau đấy mà mình lại sản xuất thì rất là khó có thể quay lại được với cái sản phẩm trước. Chúng ta sắp tới là khi mà TTP bắt đầu chính thức có hiệu lực thì những cái việc mà chúng ta tất cả mọi mặt thì đều kém hơn tất cả những cái nước xung quanh.
Thì vì thế, những cái việc đấy giống như là cái việc lấy trứng chọi với đá. Tôi sẽ phân phối các sản phẩm của người nước ngoài. Bên cạnh đó tôi thu nhỏ quy mô sản xuất, chỉ tập trung sản xuất những sản phẩm có doanh thu cao. Bên cạnh đó tôi sẽ xem xét những cái mặt hàng nông sản Việt Nam có chỉ có ở Việt Nam mới có, sản xuất những mặt hàng đó và nhờ chính đơn vị bên bạn phân phối cho mình sang kênh trong nước và người bên nước ngoài. Tôi cho rằng ý kiến của CEO là hợp lý hơn, vì trong cái bối cảnh mà chúng ta phải tiếp cận với một cái xã hội chung, môi trường chung thì chúng ta phải có sự thay đổi. Nhưng thay đổi phải giữ được mình, đó là vấn đề quan trọng nhất. Vì không thể cứ theo người ta mà mất đi cái bản sắc của mình được. Chúng ta có cái riêng của chúng ta phải giữ những cái đấy. Có điều là chúng ta hoạt động nó mềm mỏng hơn. Phát triển thương hiệu. Chiến lược truyền thông. Phim quảng cáo. Truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.